Ok, theo chị Thảo ạ. Mình đợi khoảng đến 9 giờ 5 phút xem là anh Đức có vào không. Nếu mà không thì mình sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Ừ, hello em. Ok, thì bây giờ đã 9 giờ 5 phút, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các bài tập về nhà của buổi ngày hôm trước. Thì ở trong bài hôm trước thì chúng ta đã học qua Hashmap, và ở đây chúng ta có 5 bài tập về nhà liên quan đến Hashmap. Thì mình sẽ cùng nhau đi qua từng bài tập một. Bài tập thứ nhất là Majority Element. Thì Majority Element, ở đây chúng ta được cho một mảng các số nguyên 5 có kích thước là n. Thì chúng ta cần phải trả về phần tử chiếm đa số. Ở đây ta định nghĩa phần tử chiếm đa số là phần tử mà xuất hiện nhiều hơn n trên 2 lần. N trên 2 ở đây được làm tròn xuống, có nghĩa là nếu mà n chẵn thì chúng ta sẽ phải là n trên 2 cộng 1, còn nếu mà n lẻ thì nó sẽ là n cộng 1 trên 2.
chúng ta có thể chúng ta có thể giả sử rằng là phần tử đa số này sẽ luôn luôn xuất hiện ở trong cái mảng array được cho từ trong input. Thế thì ở đây ta sẽ có một cái ở đây ta có một cái áp dụng, ta thể ứng dụng Hashmap vào một cách khá là trực tiếp, đó là ta có thể đếm từ cái giá trị, một giá trị ở trong năm với số lần xuất hiện của nó ở trong năm. Thì ta sẽ làm như sau. Ta sẽ khai báo một mảng có tên là Appearance Count, Element Count. Mảng này, chúng ta sẽ khai báo cái map này là một cái Unordered Map, Hashmap. Map từ một giá trị tới số lần xuất hiện của nó ở trong năm. Sau đó, với mỗi một giá trị in v ở trong năm, với mỗi một giá trị ở trong năm thì element count của v sẽ cộng cộng. Thì khi mà một phần tử mà không xuất hiện ở trong hashmap ở trong C cộng cộng thì cũng giống nếu một phần tử không xuất hiện ở trong hashmap ở trong C cộng cộng thì giá trị mặc định của nó sẽ là giá trị không của cái kiểu dữ liệu mà chúng ta sẽ map, kiểu dữ liệu mà chúng ta ánh xạ tới. Thì giá trị không của int sẽ là một số 0. Thì nếu ban đầu mà v không xuất hiện ở trong element count thì giá trị của nó sẽ bằng 0 và mình sẽ cộng cộng bằng 1. Còn nếu mà nó xuất hiện rồi thì element count ở đây sẽ cho phép mình cộng thêm 1 vào cái giá trị của element count, cộng thêm 1 vào cái giá trị của cái phần tử đã sẵn có ở trong hashmap. Như vậy, đến đoạn này trong chương trình thì chúng ta element count đã biểu diễn ánh xạ từ một cái giá trị tới số lần xuất hiện của cái giá trị đấy ở trong năm. Thì để mà có thể duyệt qua các phần tử, để mà có thể duyệt qua các phần tử ở trong cái element count này thì chúng ta sẽ dùng kiểu dữ liệu iterator, người ta dùng auto để tự động duyệt qua các phần tử của element count. Và if element count mà lớn hơn 5 size chia cho 2 thì ở đây thì mỗi ở đây ta cần phải giải thích như này. It là một cái iterator của unordered map. Iterator của unordered map thì sẽ là một cái dạng giá trị pair mà nó bao gồm hai giá trị. Giá trị thứ nhất int value sẽ là in chấm giá trị thứ nhất sẽ là key. Nó sẽ là chấm first. Key là cái key của cái giá trị ở trong map. Giá trị thứ hai là value chấm second. Thì nếu như mà if value mà lớn hơn 5 size chia cho 2 thì đều nghĩa là nếu một số lần xuất hiện của phần tử key này mà lớn hơn n trên 2 thì ta sẽ có thể nghe tức trả về key. Và bởi vì cái điều kiện của đề bài ở đây đã chắc chắn rằng là sẽ xuất hiện phần tử đa số nên là cái vòng lặp này chắc chắn sẽ đi qua cái giá trị của phần tử đa số. Nên là ở đây để cho đảm bảo được cái tính chính xác để thì ta sẽ chỉ ghi một cái dòng return không ở đây, nhưng mà ta ngầm hiểu rằng là cái dòng này sẽ không bao giờ tới mà chúng ta sẽ kết thúc ở trong cái vòng lặp này. Chúng ta sẽ từ thử chạy thử với bộ test mẫu. Indirect require operand. Thử lại sao. Ok, nó đã chấp nhận được với cả bộ test mẫu, ta sẽ thử với cả bộ test chung. Accepted. Thì đây là bài tập đầu tiên, Majority Map. Em sẽ gửi lại code của bài này sau khi mình kết thúc buổi học. Bài tập số 2. Isoformic String. Isoformic String thì ở đây ta được cho hai sâu ký tự là S và T. Chúng ta cần phải xác định xem là hai sâu ký tự này có phải là song hình với nhau không. Thì song hình, hai string S và T được coi là song hình nếu như mà các ký tự của S có thể bị thay thế để tạo được các ký tự của T. Thì lấy ví dụ với cả ở trong ví dụ đầu bài chúng ta có S bằng S và T bằng Add.
Thì đây ta thấy nếu ta thay tất cả chữ E bằng chữ A và thay tất cả chữ G bằng chữ D thì ta sẽ có thể thay được từ S biến đổi thành T. Do đó nên ta sẽ xác định rằng là S và T là hai số ký tự song hình với nhau. Và thế sẽ trả về là true. Ở trong ví dụ thứ hai thì full và bar thì full ta không có cách nào để thay thế được ký tự của ta không thể thay thế được ký tự từ S sang T được vì O ở đây sẽ map về hai giá trị là A và R. Vì vậy nên ta không thể thực hiện được điều đấy. S và T không phải hai số ký tự song hình với nhau. Ở trong ví dụ thứ ba thì ta thấy ở đây thì paper và title. Thì paper thì P map với cả P sẽ song ánh xạ sang T. A sẽ ánh xạ sang I. E sẽ ánh xạ sang L và R ánh xạ sang E. Như vậy S và T có thể biến đổi với nhau. Ta có thể gọi là hai số ký tự này là song hình với nhau. Ở đây thì có điều kiện là không có hai ký tự nào có thể được ánh xạ sang cùng một ký tự. Tức là không có hai ký tự nào S sẽ có thể cùng ánh xạ sang ký tự khác của P. Nhưng mà một ký tự thì có thể tự ánh xạ vào chính bản thân nó. Như vậy thì ở trong bài này thì ta sẽ chỉ cần phải xây dựng một cái ánh xạ từ ký tự của S sang ký tự của T. Và chúng ta sẽ khai báo một biến là character map. Và character map ở đây là một cái hash map từ ký tự của S sang ký tự của T. Unordered map. Từ ký tự của S sang ký tự của T. Thì ta sẽ duyệt qua từng ký tự của S. Ta sẽ kiểm tra. Thứ nhất đó là nếu chúng ta sẽ duyệt qua từng ký tự của S. Cho CS. S. Với từng ký tự của một của S. Đầu tiên ta kiểm tra. If character map out CS bằng lớn hơn không. Tức là có nghĩa là nếu mà cái ký tự này mà đã xuất hiện ở trong cái character map của S rồi thì thứ nhất có một cái trường hợp mà rõ ràng ngay từ đầu chúng ta có thể xác định được luôn đó là nếu mà kích thước của S mà khác với kích thước của T thì rõ ràng hai số ký tự này sẽ không phải là song hình với nhau, ta sẽ trả về true, ta sẽ trả false ngay tức. Còn nếu như mà hai ký tự này có cùng kích thước với nhau thì một ký tự của S sẽ có thể ánh xạ sang được sau một ký tự của T. Rồi ta sẽ thay cái vòng lặp này bằng một vòng lặp for thông thường. Y nhỏ hơn S. Thì thế thì học được hiếu cái đoạn này đấy, là từ đầu là phải xác định được cái sai trước. Thôi em cứ làm đi, bình đẳng chi tư nhân ra được cái gì đấy thì chị bảo em thôi. À, vâng, rồi. Thì mình có cha CS sẽ bằng Y. Cha CT sẽ bằng TI. Thì ở đây nếu mà character map, nếu mà đây ta xác định rằng là CS mà đã nằm ở trong cái character map này rồi, thì lúc đó ta sẽ kiểm tra xem là cái ký tự mà mình đang ánh xạ tới có phải là ký tự CT không. Nếu mà ký tự mà mình đang định ánh xạ tới, chị đây em một chút ạ. Ok. Thì mình sẽ cần phải xác định cái ký tự. Mình sẽ cần phải xác định cái ký nếu mà cái nếu mà chúng ta đã xác định được một cái ánh xạ từ CS sang một ký tự nào đó T rồi thì lúc đó ta sẽ kiểm tra xem là cái ánh xạ đấy. Ở đây ta gọi là CZ, ta sẽ kiểm tra xem là CZ có phải bằng CT không. Nếu mà CZ không phải là bằng CT, có nghĩa ở đây đã xảy ra một trường hợp là ta yêu cầu là một cái ký tự của S sẽ phải ánh xạ sang hai ký tự của T. Lúc đó ta sẽ trả về false ngay lập tức. Còn nếu như mà CZ mà đã bằng CT rồi thì ở đây ta không có gì phải lo lắng cả. Mọi thứ vẫn đang được ánh xạ đúng với nhau. Thì ta sẽ continue để tiếp tục duyệt qua chiều dài của số S. Còn nếu mà trong trường hợp mà ký tự CS mà không xuất hiện ở trong character map thì ở đây ta sẽ xác định là CS
và ánh xạ sáng ký tự CT ở trong tương lai. Đó. Như vậy thì sau khi kết thúc vòng lặp này, ta đã khẳng định được rằng là mỗi một ký tự của CS, mỗi một ký tự của S sẽ phải ánh xạ sang đúng một ký tự duy nhất ở T. Ta đã khẳng định điều đấy. Như vậy là ta xác định được là hai sinh, hai sâu S và T là hai sâu song hình với nhau. Ta sẽ trả về true. Rồi cùng nhau chạy thử qua bộ test mẫu. Accepted. Với cả bộ test đầy đủ. Ồ, chúng ta có một cái một vài test sai đây. Thì BADC và BABA. Thì ở đây thì ta thấy là vi phạm một điều kiện, đó là hai ký tự của S là B và D cùng ống ánh xạ sang ký tự B của T. Như vậy thì ta sẽ cần phải kiểm tra lại một điều kiện, như vậy thì ta sẽ cần phải thực hiện lại một vòng một lần nữa. Chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được một điều kiện là các ký tự của S sẽ không ánh xạ sang ký tự của các ký tự khác nhau của S sẽ phải ánh xạ sang các ký tự khác nhau của T. Thế thì ta sẽ thực hiện điều kiện này bằng cách là duyệt qua vector map. Chúng ta phải đảm bảo rằng là các ký tự của S, các ký tự khác nhau của S sẽ phải map sang các ký tự khác nhau của T. Thì chúng ta có thể thực hiện cách này bằng cách đó là chạy một lần nữa vòng lặp này, chạy một lần nữa vòng lặp này. Nhưng mà lần này thì thay vì chúng ta map từ S sang T, chúng ta sẽ map từ T sang S. Thì như vậy ta sẽ đảm bảo được rằng là bởi vì là T S mà song hình cùng với T thì T cũng phải song hình cùng với S. Hai ký tự khác nhau của T sẽ phải ánh xạ sang hai ký tự khác nhau của S. Do nên ta thể thực hiện là character map.clear để xóa sạch character map. Sau đó thực hiện lại vòng lặp này. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ thực hiện là map từ T sang S. Đó. Đã thử trả lại bộ test. Đó, bộ test này đã được chấp nhận. Thì đấy là lời giải của bài hai string song hình. Bài thực thứ ba là content duplicate. Nếu mà nhớ không nhầm thì bài này hôm trước chúng ta đã chữa rồi. Đó là chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sử dụng một cái map từ int sang boolean để kiểm tra xem là một cái giá trị đã xuất hiện ở trong mạng hay chưa. Nếu giá trị đã xuất hiện trong mảng rồi thì có nghĩa là cái mảng này chứa các phần tử trùng lặp với nhau. Thế thì chúng ta sẽ đi sang phiên bản thứ hai của bài tập này là content duplicate 2. Cho một mảng các số nguyên 5 và một giá trị k, trả về true nếu như mà có hai phần tử i và j ở trong cái mảng này. Sao cho 5i bằng với 5j và giá khoảng cách giữa i và j nhỏ hơn bằng k. Thì ta có thể hiểu đề bài này đó là chúng ta cần phải trả về true nếu như mà có hai phần tử có khoảng cách không quá k nhưng mà có giá trị giống nhau. Thì thật ra lời giải bài này ta có thể suy lại từ lời giải của bài có tên duplicate. Ở đây. Có tên duplicate thì chúng ta sẽ kiểm tra. Có tên duplicate là một trường hợp khi mà k bằng với cả độ dài của k bằng với cả độ dài của mảng cho ngay từ ban đầu. Nếu mà k nhỏ hơn độ dài mà mảng cho từ ban đầu thì một cái việc mà chúng ta có thể làm là chúng ta sẽ xóa cái hash appear này đi. Xóa chúng ta sẽ xóa hash appear này đi nếu như mà một phần tử đã nếu mà một phần tử đã đi xa cái khoảng cách của phần tử đó xa hơn cái phần tử hiện tại k vị trí, thì như vậy thì cái phần tử đó sẽ không còn nằm trong cái diện chúng ta xét nữa. Thì em sẽ đi lại từ đầu để dễ hiểu hơn. Ở đây chúng ta sẽ thay vì là khai báo một cái unordered map từ int sang boolean, chúng ta khai báo một cái unordered map là int sang int, và chúng ta gọi đây là element count in k range. Thì element count in k range này sẽ là một cái map map từ một giá trị phần tử sang số lần xuất hiện của nó ở trong k phần tử đổ lại. K phần tử đổ lại. Thì k phần tử đổ lại ở đây nghĩa là gì? Thì chúng ta sẽ đi vào vòng lặp.
for in y bằng 0, y nhỏ hơn 5 chấm sai, y cộng cộng. Thì ở đây chúng ta lấy V bằng giá trị của 5 ở vị trí hiện tại. Nếu như mà element count in K range mà lớn không, có nghĩa là trong K phần tử đổ lại mà cái giá trị V này đã xuất hiện rồi, thì ta sẽ trả về true. Tức là ở trong năm, ở trong K phần tử đổ lại có một V khác. Nếu mà không, thì ở đây ta sẽ tăng cái giá trị của element count in K range cộng 1. Tuy nhiên, nếu như mà if y mà lớn hơn bằng k thì chúng ta sẽ trừ đi element count in k range y trừ k trừ trừ. Điều này có nghĩa là gì? Ta sẽ duy trì một cái vùng trong khoảng k phần tử đổ lại. Khi mà ta bổ sung thêm một phần tử nữa vào bên phải thì ta cũng sẽ loại bỏ đi phần tử ở ngoài cùng phía bên trái khỏi cái song ánh từ giá trị từ số lần xuất hiện. Như vậy thì ta đảm bảo rằng là cái song ánh này sẽ chỉ duy trì là một cái giá trị bất kỳ xuất hiện bao nhiêu lần trong k phần tử đổ lại. Và nếu mà ta duy trì được cái này đúng thì ta sẽ có thể sử dụng cái điều kiện này để kiểm tra xem là có phần tử nào có giá trị bằng với V ở trong k phần tử đổ lại hay không. Nếu chúng ta duyệt qua hết cái vòng lặp for này rồi mà không có cái phần tử nào mà thỏa mãn điều kiện này thì ta hoàn toàn return false, để có nghĩa là trong k phần tử đổ lại không có phần tử nào xuất hiện hai lần. Ta chạy thử với bộ test mẫu. Lần sai mất test thứ ba thì ở đây chúng ta kiểm tra xem tại sao lại sai. Input thì là k bằng 2 và 5 thì là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chúng ta trả về là true bởi vì là có một phần tử khác mà có element count in k range lớn không. Nhưng thật ra thì nó phải là false bởi vì là không có hai cái vị trí nào trong khoảng cách 2 mà không có hai cái phần tử nào ở trong vị trí khoảng cách 2 mà có giá trị giống nhau. Thế thì chúng ta thử chạy qua từng phần tử một trong cái bộ test này. Đầu tiên chúng ta chạy qua vị trí đầu tiên. Không có element count in k range của 1 bằng 0. Như vậy ta sẽ bỏ qua cái điều kiện này, không return true. Ta sẽ cộng thêm bằng 1. Sau đó ta đi tới vị trí số 2. Ta đi đến vị trí số 2 và thấy là cũng không có element count in k range của 2 bằng 0. Như vậy ta cũng sẽ bỏ qua nó và cộng. Và element count in k range của 2 sẽ là bằng 1. Đi vị trí số 3. Cũng không có phần tử nào. Ta đếm, tăng bộ đếm lên của 3 lên 1. Nhưng mà ở thời điểm này thì y sẽ bằng ở thời điểm này thì y bằng 2 rồi. Có nghĩa là chúng ta đang ở vị trí số 2. Ta sẽ loại bỏ đi phần tử 1 khỏi vị trí số 0. À, như vậy là cái điểm sai là điểm sai ở đây. Chúng ta thay vì trừ đi cái 5 thì chúng ta lại trừ đi cái y trừ k, như vậy là không đúng. Đó, như ta chạy qua là bộ test mẫu, chạy qua bộ test mẫu cho kết quả đúng. Với bộ test đầy đủ, chúng ta cũng đã cho kết quả đúng vào đây. Cuối cùng, bài số 5, ra some note. Cho hai string ký tự là ra some note và magazine. Trả về true nếu như mà ra some note có thể được xây dựng bằng cách sử dụng các ký tự ở trong magazine, và false nếu như mà không thể. Mỗi một ký tự ở trong magazine có thể được sử dụng một lần ở trong ra some note. Có nghĩa là ở đây ta sẽ có một tập hợp lớn magazine chứa những ký tự mà chúng ta có thể sử dụng và một cái tập hợp nhỏ là random note. Thì ta sẽ trả về true nếu như mà chúng ta có thể xây dựng được random note từ các phần tử của magazine. Thì ví dụ như ở đây thì random note là A và magazine chứa B, tức là ta không thể xây dựng được random note từ magazine. Nếu như mà random note là AA mà magazine là AB cũng không được vì chúng ta chỉ có một phần tử A. Tuy nhiên nếu mà magazine là AAB mà random node là A, AA thì ta sẽ trả về true, vì có thể lấy được hai ký tự A để xây dựng ra random node. Ở đây ta có thể hiểu được ngay lập tức đó là nếu mà random node là một tập hợp con của magazine thì ta sẽ trả về true. Thì để có thể làm được điều này thì ta sẽ một lần nữa ta sẽ sử dụng map và ta sẽ map từ ký tự sang số lần xuất hiện của nó ở trong magazine.
Character to count in magazine. Ở đây ta sẽ xây dựng là một cái unordered map từ char sang in. Với mỗi một ký tự ở trong magazine thì ta sẽ tăng cái bộ đếm này lên một. Như vậy sau khi mà chúng ta chạy xong vòng lặp for này thì chúng ta đã có được một cái bộ đếm từ số lần xuất hiện của một ký tự ở trong magazine. Thì bây giờ ta sẽ cần phải kiểm tra xem là có đủ ký tự để mà sử dụng ransom note hay không. For char c ransom note. Với mỗi một ký tự ở trong ransom note thì ta sẽ cần phải trừ đi số lần. Ta sẽ phải lấy đi mất một ký tự ở trong magazine. If character note in magazine là hơn bằng nhỏ không. Return false có nghĩa là chúng ta không có đủ ký tự ở trong magazine để xây dựng ransom note. Còn nếu mà chúng ta đã chạy xong vòng lọc này rồi thì tức là ransom note đã được xây dựng và chúng ta vẫn còn đủ, chúng ta có đủ ký tự ở trong magazine để xây dựng ra ransom note. Như vậy đây ta có thể trả về true. Sẽ chạy thử bộ test mẫu ở đây. Ok, và bây giờ chúng ta chạy thử bộ test đầy đủ. Đó, chúng ta đã accepted. Như vậy đây là 5 bài tập về nhà của bài Hashmap ngày hôm trước. Chị Thảo có câu hỏi gì không ạ? Ừ, cái này chị chỉ hỏi nhanh Hiếu một cái, đấy là cái này em không test cái trường hợp mà cái thì nhờ cái test case mà trong trường hợp cái tập hợp con nó ít ký tự hơn cái tập hợp mẹ. Nếu mà tập hợp con tao thể nhanh chóng kiểm tra được là nếu mà if ransom note Ý của chị, ừ, tất nhiên là mình kiểm tra được, tại vì bình thường là chị thấy Hiếu kiểu luôn kiểm tra cái đấy trước ấy, mà tự nhiên bài tập này em lại không kiểm tra thì chị mới hỏi là vì sao em không kiểm tra thôi. À, vâng. Ừ. Thật ra thì đấy cũng là một câu hỏi hay. Thì mình điểm qua một chút ở các bài tập trước. Thì trong bài tập trước khi mà chúng ta học về đệ quy chẳng hạn, thì đệ quy sẽ là ở trong bài toán đệ quy thì định nghĩa đệ quy là ta sẽ bẻ một bài tập lớn, bài toán lớn ra thành các bài toán nhỏ dễ giải quyết hơn. Thì ở trong bài tập đệ quy thì cái phương án suy nghĩ mà chúng ta thể sử dụng đó là chúng ta nghĩ xem là như thế nào thì là cái bài toán con ở mức độ mà mình có thể giải ngay lập tức. Ví dụ như là nếu mà với bài toán tính A mũ B chẳng hạn thì rõ ràng trường hợp B bằng 0 là cái trường hợp con nhỏ nhất mà mình có thể tính toán, hoặc là B bằng 1 là cái trường hợp con nhỏ nhất. Cái điều kiện nó đã hiển nhiên rồi thì mình có thể đưa ra kết quả ngay lập tức. Thì việc kiểm tra những cái trường hợp ngẫu nhiên, cái trường hợp hiển nhiên như vậy làm thật ra thì nó cũng có thể áp dụng ở đây được, mình hoàn toàn có thể làm như thế. Note, nếu như mà kích thước của ransom note mà đã lớn hơn magazine size thì return false. Rõ ràng không thể sử dụng như này được. Thì đúng là cái trường hợp này là một trường hợp hiển nhiên, và nếu mà mình bổ sung vào đầu này thì nó hoàn toàn có thể giúp mình chạy cái bài toán lên nhanh hơn. Tức là đối với những cái trường hợp mà nó quá hiển nhiên rồi thì mình sẽ không cần phải thực hiện kêu gọi một cái map unordered hash map nữa. Mình có thể làm thế. Nó không có hại gì cả, nhưng mà đối với em thì em nghĩ là nó không có cái nó không thể hiện được, nó là một cái trường hợp con mà nó sẽ làm rối cái bài toán này hơn cái mức cần thiết. Đối với cả bài toán đệ quy thì đúng là mình tìm ra được cái trường hợp con nhỏ nhất và tìm cách bẻ cái bài toán lớn thành bài toán con là một cái điều rất quan trọng đối với đệ quy. Nó cũng quan trọng với cả các thuật toán sắp xếp. Thuật toán sắp xếp thì cũng yêu cầu là cần phải thật ra sắp xếp thường được cài đặt về đệ quy, nên mình cũng có thể nghĩ theo kiểu như vậy. Và đối với linked list thì mình có trường hợp quan trọng là trường hợp con chọn null, thì null nếu mà không kiểm tra thì mình có thể dẫn đến lỗi null pointer. Thì đúng là mình có thể kiểm tra được trong những cái trường hợp như thế, nhưng mà trong bài toán này thì mình có thể bỏ cái này vào, có thể không bỏ cái này vào được. Và nếu mà bỏ cái này vào thì nó sẽ khiến cho cái bài tập này nó hơi dài hơn một chút, để em giữ cái này cho ngắn. Ừ, ok, 100 điểm. Ok. Đó là các bài tập ở trong phần Hashmap ngày hôm trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua Hashset. Và nếu mà mình đã học qua Hashmap ngày hôm trước thì Hashset là một bài cực kỳ dễ. Nó cực kỳ đơn giản so với cả bài tập Hashmap ngày hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua định nghĩa của Hashset. Mình đi qua cách cài đặt Hashset.
đi qua cách những cái hashset mà đã được cung cấp sẵn trong các ngôn ngữ lập trình, để chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số bài tập về nhà đơn giản để có thể hiểu được cách sử dụng của hashset trong thực tế. Thế thì hashset là gì? Hashset là một cấu trúc dữ liệu có khả năng lưu trữ tập hợp dữ liệu. Thì các dữ liệu bằng nhau sẽ được gộp chung và làm một. Ứng dụng thực tế thì chúng ta có tập hợp khách mời sự kiện. Ví dụ như là có anh Nguyễn Văn A là một người đã được mời vào sự kiện rồi, chúng ta không cần phải lưu hai anh Nguyễn Văn A làm gì cả. Chúng ta chỉ cần biết là anh Nguyễn Văn A có nằm trong tập hợp những người được mời đến sự kiện. Hoặc là tập hợp học sinh trong lớp thì bạn Nguyễn Văn B, nếu bạn đã nằm trong lớp rồi ta không cần phải ghi hai Nguyễn Văn B, trừ khi mà có một bạn Nguyễn Văn B khác ta có thể phải phân biệt là Nguyễn Văn B1, Nguyễn Văn B2. Nhưng về cơ bản thì hashset là một dạng cấu trúc dữ liệu có khả năng lưu trữ các tập hợp dữ liệu. Và chúng ta thường không quan tâm đến các việc là dữ liệu đấy có bị lặp bao nhiêu lần hay không. Ta chỉ duy trì các dữ liệu giống nhau, ta gộp chung vào làm một. Thì hashset sẽ cần hỗ trợ hai thao tác. Thao tác thứ nhất là insert một cái value, insert một bổ sung một giá trị value ở trong set. Và thao tác thứ hai là hash value để kiểm tra xem cái giá trị value này có nằm trong set hay không. Thế thì cái lý do vì sao mà em nói rằng là nếu mà mình đã học về hashmap ngày hôm trước thì học hashset rất đơn giản là bởi vì hashset chính là hashmap nếu chúng ta chỉ quan tâm đến key. Ta có thể nhìn lại vào trong cái bài tập hashmap ngày hôm trước. Thì ở trong hashmap ở đây thì ta có thể nhìn thấy là mỗi một key sẽ ánh xạ sang một giá trị value ở trong bucket. Thì để duy trì được hashset ta chỉ quan tâm đến key thôi và ta không quan tâm đến value. Bởi vì ta đã đảm bảo rằng là hai key giống nếu mà cùng một giá trị key thì sẽ cùng được lưu trữ ở trong cùng một bucket. Do đó nên là ta đảm bảo rằng là mỗi một cái giá trị nó sẽ chỉ xuất hiện một lần, người ta sẽ tìm được cái giá trị đấy một cách nhanh chóng ở trong bucket của nó. Sử dụng cùng thuật toán với cả hashset cùng thuật toán với cả hashmap. Do đó nên là ta đảm bảo là key chỉ xuất hiện một lần duy nhất mà thôi. Và nếu mà muốn kiểm tra xem key có tồn tại ở trong map hay không thì cũng rất là nhanh. Sử dụng cùng thuật toán, sử dụng cùng hash function với cả hashmap. Do đó ta có thể hình dung là hashset chính là hashmap nếu như chúng ta chỉ quan tâm đến key, không quan tâm đến value. Thế thì điều đấy sẽ dẫn đến như thế nào trong cài đặt? Thì ta sẽ đi ngay vào mục thứ hai là cài đặt. Ở trong ngữ C cộng ở đây thì sẽ giống như bài tập ngày hôm trước chúng ta sẽ xây dựng một cái hashmap từ key là string sang value cũng là string. Thì trong bài tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến là khai báo một cái hashset từ lưu trữ các giá trị string, các giá trị value có dạng string. Và nếu như mà có hai cái value mà giống nhau thì chúng ta sẽ gộp lại là một và chúng ta chỉ quan tâm là cái value đấy có xuất hiện trong hashset hay không. Chúng ta không cần phải lưu trữ nhiều value giống nhau làm gì. Ta sẽ cùng sử dụng cơ chế bucket giống như với cả hashmap ngày hôm trước. Thì ở đây ta sẽ có hashNode, mỗi một node sẽ là chứa một cái value và bucket sẽ là linked list của các hashNode. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có nhiều bucket. Chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng cái hàm hash function mà hôm trước chúng ta sử dụng. Đó là nếu với một cái value thì ta sẽ lấy cái hàm băm của cái value đấy chia cho số lượng bucket để quyết định xem là cái value này nó nằm ở trong bucket nào. Thế thì khi mà chúng ta insert một cái value vào trong hashset, chúng ta cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ lấy cái chỉ số của cái bucket mà cái value này nằm ở bên trong. Sau đó ta lấy cái bucket đấy từ cái danh sách bucket và duyệt qua mỗi một cái node ở trong bucket. Nếu như mà cái node chứa cái value đã tồn tại rồi thì ta return không cần phải insert làm gì nữa bởi vì cái value đấy đã nằm vào trong bucket rồi. Còn nếu như mà value không tồn tại ở trong bucket thì ta sẽ chèn thêm cái value đấy vào trong bucket. Ta sẽ chỉ thực hiện insert nếu như mà cái value này chưa nằm trong bucket của nó. Như vậy thì như chị có thể thấy ở đây thì cái cách cài đặt của hàm insert này cũng giống hệt như là cái hàm set key value ở trong map ngày hôm trước, với cái sự khác biệt duy nhất ở đây là ta sử dụng value thay vì key để kiểm tra bucket. Như vậy thì ta cũng thể áp dụng chung cái đánh giá về độ phức tạp thuật toán ở đây. Đó là cái insert này, độ phức tạp trung bình sẽ là O1. Nếu mà các giá trị value được phân bố đều vào các bucket, thì như vậy cái bucket nó sẽ chỉ có một số lượng rất ít phần tử, số lượng hữu hạn phần tử.
Và bởi vì lý do đó nên là cái việc duyệt qua này sẽ không đáng kể, và ta chỉ cần thực hiện một cái việc chèn vào cuối của cái bucket thôi. Thì như vậy trong trường hợp trung bình thì việc insert sẽ có độ phức tạp thời gian là O1 hay là hàng số. Trong trường hợp xấu nhất thì khi mà các giá trị value không được phân bố đều vào các bucket, mà có một cái bucket chứa toàn bộ cái giá trị value, thì cái phòng for này có thể có độ phức tạp lên tới ON, tức là thời gian tuyến tính. Thì đấy là hàm insert. Còn hàm hash ở đây, hàm hash ta sẽ kiểm tra xem một cái giá trị value có xuất hiện ở trong bucket hay không. Thì ta cũng tương tự như thế, ta lấy cái giá trị index là cái giá trị ta tìm cái bucket và chứa cái value. Sau đó duyệt qua từng cái nút một, duyệt qua từng cái phần tử một ở trong bucket. Nếu như mà cái bucket đấy mà đã tồn tại, nếu như mà cái bucket đấy mà đã chứa value rồi thì ta return true, còn nếu không thì return false. Nghĩa đây là mình có thể thay thế bằng dấu bằng được. Cuối cùng thì khi mà chúng ta đã khai báo xong rồi thì chúng ta sẽ có thể sử dụng hset như thế này. Set chúng ta sẽ dùng insert 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ thử in ra là kiểm tra xem là cái giá trị 1 có nằm ở trong set hay không. Giá trị 2 có nằm ở trong set hay không. Và giá trị 4 có nằm ở trong set hay không. Thì bởi vì mình chưa insert 4 vào nên ở đây sẽ trả về false. Còn hai giá trị này sẽ trả về true. Đó là với C cộng cộng. Với Java thì chúng ta cũng tương tự như thế, chúng ta cũng sẽ có node với giá trị value. Chúng ta cũng có bucket. Bucket là linked list. Một cái list chứa các hash node. Việc insert thì chúng ta sẽ sử dụng hash function để tìm ra cái bucket mà cái value này thuộc về vào đâu. Và nếu mà có cái value ở đấy sẵn rồi thì chúng ta sẽ return không cần insert. Còn nếu mà value không không tồn tại thì ta sẽ insert một cái node mới vào. Còn ở trong hàm hash thì ta sẽ tìm cái bucket, duyệt qua từng cái node một ở trong bucket. Nếu mà cái node đấy đã chứa cái value rồi thì ta sẽ trả về true. Còn nếu mà cái node đấy chưa chứa value, ta trả về false. Như vậy thì cái cách cài đặt của hashset cũng sẽ cực kỳ giống với cả hashmap. Và độ phức tạp thời gian đấy cũng tự thế. Nó là trung bình là O1, còn xấu nhất sẽ là O. Chúng ta đã đi qua ở đây là cách cài đặt của cái hashset ở trong các ngôn ngữ lập trình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các phương án, các cái cách cài đặt, các hashset trong thực tế. Thì hashset ở trong C cộng thì được sử dụng thông qua chúng ta sử dụng cái thư viện gọi là unordered set. Và unordered set đây thì sẽ chúng ta sử dụng cấu trúc dữ liệu là unordered set. Và bởi vì nó là unordered set là một cái cấu trúc dữ liệu template, nên chúng ta sẽ truyền vào ở đây là một cái unordered set của các ký tự string. Thì ở đây ta khai báo một cái string set chứa các phần tử là apple, banana, orange và grape. Chúng ta ở đây có một cái phần tử mà chúng ta muốn tìm kiếm là banana. Và ta sẽ chạy cái giá trị này có nằm ở trong banana hay không. Thì ở đây ta đã dùng hàm là string set.count. String set.count sẽ trả về xem là cái phần tử được truyền vào trong count này xuất hiện bao nhiêu lần ở trong cái set. Nếu mà xuất hiện, và bởi vì tính chất của set nên là cái phần tử này chỉ có thể xuất hiện không hoặc một lần. Thì nếu mà giả phần tử này mà xuất hiện một lần thì ta sẽ trả thì cái đoạn code này sẽ có giá trị là is. Còn nếu mà trả về không lần thì nó sẽ is not. Thì ở đây cái dòng này nói chung là sẽ in ra là cái phần tử mà chúng ta tìm kiếm có nằm ở trong set hay không. Search element đầu tiên là banana, thì bởi vì banana đã nằm trong set rồi nên là nó sẽ chẳng phải xuất hiện là is. Sau đó thì ta sẽ chèn thêm apple vào. Nhưng mà apple khi bởi vì sân apple đã xuất hiện rồi nên là cái việc insert này sẽ bị bỏ qua vì nó đã bị lặp so với các phần tử ở trong set. Ở đây thì cr element set thì chúng ta sẽ in ra những cái giá trị ở trong set sử dụng cái cú pháp là const auto element ở trong string set. Ở đây ta sẽ in ra các giá trị ở trong string set. Cuối cùng thì để xóa đi một cái phần tử khỏi set, ta sử dụng erase. Thì erase ở đây có thể giúp chúng ta xóa được cái orange ra khỏi string set. Và chúng ta một lần nữa in ra tất cả các phần tử ở trong cái tập hợp này.
Ở đây em sẽ chạy thử cái đoạn code này ở trong IDEA One. Ok. Như vậy thì sau khi đầu tiên thì banana có nằm trong set, bởi vì nó nằm trong set ngay từ đầu rồi. Thứ hai là element in the set. Trước khi mà chúng ta loại bỏ thì ta có grape, orange, banana, apple. Grape, orange, banana, apple. Sau khi chúng ta đã delete orange thì chúng ta sẽ còn lại banana và apple. Một cái đặc điểm ở đây đó là các phần tử này thứ tự ở đây nó không được xếp theo thứ tự. Và nếu mà chúng ta thử chạy thêm một lần nữa. Edit. Grape, orange, banana, apple. Grape, orange, banana, apple. Ok, chắc có thể là cái này nó sẽ không có khác biệt gì cả. Đó là với C cộng cộng đối với cả Java. Thì ở đây em mình thể zoom ra slide show. Ở trong Java ở đây thì ta sẽ có thể sử dụng thư viện Hasset. Hasset ở trong Java thì cho phép chúng ta có thể sử dụng được cái cấu trúc dựa Hasset, và bởi cũng giống như là C cộng cộng thì chúng ta sẽ sử dụng string ở trong ngoặc lớn hơn nhỏ hơn này để khai báo rằng là đây là một cái set chứa các phần tử string. Ta sẽ tương tự là ta sẽ insert các giá trị apple, banana, orange vào trong set. Và ta sẽ kiểm tra xem một phần tử có nằm ở trong set hay không, sử dụng hàm contain. Contain thì ta sẽ ở đây thì contain search y là mình là banana, ta sẽ kiểm tra xem là banana có nằm trong set hay không. Và ở đây ta cũng sẽ giống như kết quả bên C cộng thì ta sẽ phải xuất hiện lại banana is in the set. Nếu mà chúng ta cố insert một phần tử đập vào thì sẽ là insert apple, thì ở đây thì cái hàm này sẽ không thay đổi gì cả bởi vì apple đã nằm trong set rồi. Và nếu chúng ta sử dụng hàm remove thì chúng ta có thể loại bỏ một phần tử ra khỏi set. Ở đây em sẽ thử chạy cái đoạn code này ở trong IDEA1. String hashset. À, ở đây nó phải là main. Như vậy cũng tự thấy chúng ta có kết quả là banana in the set. Và trong phần tử này chúng ta đã có banana, orange, apple. Sau khi mà bỏ đi orange, chúng ta có lại banana và apple. Đối với cả Python thì Python chúng ta có cấu trúc dữ liệu set sử dụng ngoặc như thế này. Thì chúng ta có string set, chúng ta sử dụng ngoặc nhọn để khai báo một cái set chứa các phần tử là string, chứa các phần tử là các giá trị Python ngẫu nhiên. Thì ở đây ta có thể kiểm tra xem một phần tử có nằm ở trong set hay không sử dụng toán tử in. Thì ở đây là in, chúng ta sẽ in ra cái giá trị là int nếu if search element in string set. Tức ở đây cái giá trị này sẽ in nếu như mà cái giá trị của chúng ta tìm kiếm nằm ở trong cái set của string, else not in. Như vậy ta thì dùng ngay toán từ in để kiểm tra xem một cái giá trị có nằm trong set hay không. Nếu chúng ta tự gọi add mà bỏ thêm một phần tử mà có lắp ở đây thì sẽ bị bỏ qua, không có ý vấn đề gì cả. Chúng ta thì sử dụng vòng là for for element in string set để duyệt qua các giá trị ở trong set một giống như là với một cái array bình thường. Và chúng ta cũng có thể sử dụng discard để lại bỏ đi một phần tử ra khỏi set. Thì em sẽ chạy thử ở đây. Ta có banana in the set. Sau khi mà trước khi mà bỏ cái phần tử vào thì chúng ta trước khi lại bỏ orange ta có orange banana apple grape, và sau khi lại bỏ orange ta có lại banana apple grape.
Thì ở trong ngôn ngữ Python thì cái kiểu dữ liệu set này đã được tích hợp sẵn ở trong cú pháp bình thường rồi, do chúng ta không có cần phải dùng thư viện bên ngoài nào cả, khác với cả sử dụng cộng Java. Đối với cả Go thì Go hướng tới sự đơn giản cho ngôn ngữ, do đó Go không có một kiểu dữ liệu set riêng. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng kiểu dữ liệu set, hoặc nếu mà chúng ta muốn có cái cú pháp giống như set, thì chúng ta có thể sử dụng một cái map từ string sang boolean. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì cái việc kiểm tra xem một phần tử có nằm ở trong map hay không sẽ chỉ cần sử dụng như thế này thôi. Nếu mà search element mà không nằm trong string set thì nó sẽ trả về cái giá trị mặc định của kiểu dữ liệu bool, và giá trị mặc định của kiểu dữ liệu bool sẽ là giá trị không, tức là false. Còn nếu mà chúng ta muốn loại bỏ một phần tử ra khỏi set thì chúng ta sẽ sử dụng hàm delete. Delete sẽ nhận vào, ở đây đối với cả delete map thì chúng ta sẽ delete nhận vào một cái map và chúng ta sẽ xóa đi cái key ở trong cái giá trị thứ hai này. Như vậy chúng ta sẽ nhận vào cái map ở đây và xóa đi cái key mà chúng ta muốn loại bỏ ở đây là orange. Thì ở đây sau khi chạy xong sau khi lặp qua cái map này thì ta sẽ thấy là không có cái giá trị mà chúng ta đã bỏ đi nữa. Em sẽ chạy lại code này. Đó, thì đầu tiên là banana in the set, vì trong cái tập hợp đầu tiên chúng ta có apple, banana và orange. Sau khi chúng ta chạy vòng lặp thứ nhất để kiểm tra xem các phần tử trong mảng có trong phần trong set có gì, chúng ta có bác apple, banana và orange. Sau khi mà chúng ta lại bỏ đi orange rồi hàm delete rồi, chúng ta có lại banana và apple. Đó là với Golang. Còn cuối cùng với JavaScript thì JavaScript chúng ta có kiểu dữ liệu set. Kiểu dữ liệu set có thể được khai báo như thế này: new set, thì ở đây ta khai báo new set sẽ nhận vào các giá trị ở trong cái mảng này làm giá trị ở trong set. Thì ta có apple, banana, grape, orange. Set có cung cấp hỗ trợ hàm hash để kiểm tra xem là một cái phần tử bất kỳ có nằm ở trong cái set hay không. Thì ở đây ta kiểm tra xem là hash banana hay không, và rõ ràng là có. Chúng ta thể dùng hàm add để mà bổ sung thêm phần tử nữa vào set, và sử dụng hàm delete để loại bỏ phần tử ra khỏi set. Chúng ta cùng nhau chạy lại code ví dụ này. JavaScript. Có vẻ là không thể dùng được cái ngôn ngữ, không thể dùng được Java này. JavaScript dùng cái runtime khác. À, Node.js. Như vậy ta có apple, banana, apple, orange, banana in the set, và sau khi lại bỏ orange và lại apple, banana, grape. Đó là cách cài đặt của set ở trong năm ngôn ngữ lập trình khác nhau. Vậy thì thật ra thì ngay kể cả ở trong Golang thì người ta cũng, bởi vì người ta muốn đơn giản hóa nên người ta có thể nhìn thấy rõ ngay từ đầu là cái kiểu dữ liệu set này thật ra có thể được đơn giản hóa bằng cách gộp chung với cả map, là map từ một cái giá trị sang boolean, là kiểm tra xem là cái giá trị này có xuất hiện ở trong set hay không. Đó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta xây dựng cái kiểu dữ liệu set, và tất cả các cách xây dựng của kiểu dữ liệu map đều có thể cho ra kiểu dữ liệu set được. Bởi vì như giống như là với map của Golang thì ta có thể mô phỏng lại cái set bằng cách sử dụng một cái map từ giá trị sang kiểu dữ liệu boolean. Như vậy thì ở trong ngữ sẽ cộng thì ta có unordered map, thì chúng ta cũng sẽ có order set và unordered và ordered map. Ok, thì bây giờ chúng ta đã có hiểu được là set là gì, cách cài đặt của set như thế nào và cách sử dụng set cho các ngữ lập trình như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các bài tập về nhà để xem, chúng ta đi qua một bài tập về nhà ví dụ để kiểm tra để cách để hiểu được hơn về cách sử dụng của set. Ta sẽ đi qua bài tập này: Happy Number. Kiểm tra viết một thuật toán
để kiểm tra xem là một cái số n có phải là một số hạnh phúc hay không. Thì một số hạnh phúc sẽ là một số được định nghĩa theo cái phương pháp như sau. Bắt đầu với một số nguyên dương bất kỳ. Thay thế cái số nguyên dương đó bằng tổng của bình phương của tất cả chữ số của nó. Chúng ta lặp lại cái chu trình này cho đến khi mà cái số đấy bằng 1. Hoặc là nếu cái số đấy quay trở về một cái giá trị nào đó mà đã xuất hiện trước đó. Nếu mà số đấy mà biến thành 1 thì số đấy sẽ được coi là một số hạnh phúc. Còn nếu mà số đấy biến thành một cái giá trị nào đó mà đã xuất hiện trong vòng lặp rồi thì chúng ta chắc chắn là số đấy sẽ không bao giờ quay về 1 được, bởi vì nếu đã tới một cái số trong vòng lặp nó sẽ tiếp tục, nó nếu mà nó quay về một cái giá trị nào đó mà đã xuất hiện trước đó thì nó sẽ tiếp tục cái vòng lặp đấy vô hạn và sẽ không bao giờ tiến đến 1. Như vậy ta sẽ trả về true nếu như mà n là một số happy number và false nếu mà không phải. Ví dụ ở đây thì ta có số 19 thì ở trong vòng lặp đầu tiên ta có một bình phương cộng 9 bình phương 82, 8 bình phương cộng 2 bình phương 168, 6 bình phương cộng 8 bình phương bằng 100 và 1 bình phương cộng 0 bình phương cộng 0 bình phương bằng 1. Như vậy 19 cuối cùng sẽ thành một cái số happy number. 2 thì tổng bình phương của tất cả số bằng 2 sẽ là 4, tổng bình phương của tất cả số chữ số của 4 sẽ là 16, tổng bình phương của tất cả chữ số của 16 sẽ là 1 bình phương cộng 6 bình phương bằng 37. Là cứ như thế ta sẽ thấy là cái số này sẽ không bao giờ, ta sẽ thấy là cái số này nó sẽ không bao giờ quay trở về giá trị 1, là nó sẽ biến về một cái giá trị của nó ở trong cái vòng lặp đấy, và như vậy ta sẽ trả về false. Thì ở đây cái việc quan trọng là ta cần phải lưu trữ được một cái danh sách là những cái số nào mà đã xuất hiện rồi, và nếu mà số đó đã xuất hiện rồi thì ta sẽ, nếu mà ta trong cái quá trình thực hiện vòng lặp này mà ta tìm thấy một cái số nào mà đã xuất hiện trước đó rồi thì ta biết chắc chắn rằng là cái số chúng ta sẽ không bao giờ đạt được về cái giá trị 1. Và như vậy thì ta sẽ có thể trả về rằng là cái số này không phải là một số hạnh phúc. Còn nếu chúng ta lặp cái vòng lặp này cho đến khi mà tìm được cái giá trị 1 thì lúc đấy ta sẽ trả về là cái số này là một số hạnh phúc. Thì ở đây ta sẽ có appearance value set là một cái unordered set của integer. Đây cái set này sẽ set lưu trữ những cái giá trị đã xuất hiện trong vòng lặp của ta. Thì ở đây ta sẽ thực hiện một vòng lặp. Bắt đầu bằng giá trị hiện tại current value bằng n và ta sẽ lặp cho đến khi nào mà current value bằng 1. Nếu mà ta tìm được đến cái lúc mà current value bằng 1 rồi thì ta sẽ trả về true. Còn nếu mà cái giá trị này mà đã, nếu mà chúng ta tìm được một thời điểm nào đó mà current value đã xuất hiện trong appear value set thì lúc đấy ta sẽ trả về là false. Thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cái thuật toán tính toán tổng các giá trị in sum square of digit của current value. Ta sẽ cài đặt một cái hàm này ở bên ngoài. Sum square digit vào luôn. Thì nếu như mà ta sẽ khai báo cái này là next value, giá trị kế tiếp sẽ là bằng tổng của bình phương các số, các chữ số của current value. If appear value set chấm count next value lớn không, tức là nếu mà cái giá trị này đã xuất hiện một lần trước đó ở trong vòng lặp của mình rồi thì ta sẽ return false, số này sẽ không bao giờ làm số hạnh phúc. Còn nếu không thì ta sẽ gắn current value bằng next value và ta sẽ insert current value vào trong cái appearance value set của mình. Cài đặt cái hàm này thì cũng tương đối đơn giản, thì cái hàm này cũng không có, cài đặt hàm này thì cũng không khó. In result không và wow x lớn không thì in digit bằng x 110 result cộng bằng digit nhân với digit x chia cho 10 return result. Ta sẽ lấy chữ số cuối cùng của x cộng bình phương của nó và result và chia x cho 10 và cho đến khi nào x bằng 0, khi nào x bằng 0 ta trả về
tổng của bình phương các trị số của nó. Như vậy đây ta sẽ duy trì cái set của các giá trị đã xuất hiện rồi. Lấy cái giá trị hiện tại. Bắt đầu từ giá trị hiện tại. Tìm giá trị tiếp theo. Nếu giá trị tiếp theo mà đã xuất hiện rồi thì tức là giá trị tiếp theo sẽ lọc vô hạn, ta sẽ không bao giờ về đến một. Như vậy ta sẽ trả về false. Còn nếu mà không thì current value sẽ bằng next value và bổ sung cái current value vào trong apparent value set. Bây giờ ta sẽ thử chạy. Tại trả về 2, true. Thế chúng ta phải cùng nhau kiểm tra xem tại sao mà ở đây nó lại sai cái test này. Thì đầu tiên thì current value sẽ bằng 2, sum square digit. Sum square digit. Chúng ta sẽ bắt đầu từ 2. Tổng các chữ số bình tổng bình phương các chữ số của nó sẽ là 4. Tổng bình phương các chữ số của 4 sẽ là 16. Tổng bình phương các chữ số của 16 sẽ là 11, 1 nhân với 1 cộng với 6 nhân với 6 sẽ là bằng 37. Tổng bình phương các chữ số của 37 sẽ là 9 cộng với cả 49 bằng 58. Tổng bình phương các chữ số của 58 sẽ là bằng 25 cộng với cả 64 bằng 89. Tổng bình phương của các chữ số trong 89 sẽ là bằng 72 cộng với cả 81 sẽ bằng 153. Tổng bình phương của 1 với 5 bình phương cộng với 3 bình phương sẽ bằng 1 cộng 25 cộng 9 bằng 35. 3 bình phương cộng với 5 bình phương sẽ bằng 9 cộng 25 bằng 34. 3 bình phương cộng với 4 bình phương bằng 9 cộng 16 bằng 25. 2 bình phương cộng với 5 bình phương bằng 29. Sẽ bằng 4 cộng với cả 81 bằng 85. Là tới khi là nó trùng với cả một cái trong cái dãy liền trước nha. 64. Chính xác, thì mình phải trùng với cả một vị trí trong dãy trước. Ở đây thì ta đến 89. Và 89 đã xuất hiện ở đây rồi. Đó. Như vậy thì cái tập hợp của chúng ta sẽ kết thúc ở điểm mà cái tập hợp của chúng ta sẽ kết thúc ở điểm mà số của ta đề đạt đến 89. Thì ở đây ta có thể hiểu là em tin rằng là cái việc mà cái vị trí mà mình có thể sai ở đây sẽ là sum square digit, là cái nơi mà mình là nơi mà mình có thể là bị sai. Cái đoạn này chỉ là đoạn mà chị chưa hiểu đấy, hiểu không? Dạ. Cái đoạn mà đang từ cái dòng số 4 trở đi là chị chưa hiểu đấy. Dòng số 4 là ở đây. Ừ. Cái Thì đoạn mà chia 10 là sao nhỉ? dạ. Mốt, ok, thì mốt 10 đây là mình sẽ lấy phần dư của x khi mà mốt cho 10. Phần dư của x khi mà mốt cho 10 sẽ là chữ số hàng đơn vị. Ừ, nhưng còn nó còn liền trước cái chữ số hàng đơn vị nữa. Đúng ạ, thì các chữ số đấy thì khi mà mình chia cho lấy x mà chia cho 10 thì lúc này ta sẽ lấy x chia cho 10 thì nếu mà ta sử dụng cái phép chia như này thì x là số nguyên thì ở trong ngữ số cộng người ta sẽ làm tròn xuống. Tức là ở đây ta sẽ mình có thể hình dung là cái phép chia này sẽ là loại bỏ đi chữ số hàng đơn vị. Rồi ok, ừ, Thì mình sẽ lặp đi lặp lại là lấy chữ số hàng đơn vị cộng bình phương của nó với kết quả rồi bỏ chữ số hàng đơn vị đi cho đến khi nào mà không có chữ số nào nữa. X bằng 0. Thì em tin là mình nếu mà mình sai có thể sai ở đâu thì mình sẽ sai ở trong cái đoạn là sum square digit này. Khá là khó hiểu. Nhưng mà một cái phương án mình có thể làm ở trong LeetCode đó là mình có thể sử dụng
hàm Nhưng mà CL. em chạy từng đoạn đi. Dạ. Chạy từ cái dòng 1 đến dòng 11 trước ấy. Xem nó đã ra đúng cái mà em muốn chưa. Sau rồi em bắt đầu nối với đoạn ở dưới. Chính xác, thì bây giờ mình sẽ in ra cái giá trị của cái này. Bây giờ mình sẽ in ra cái giá trị của này khi mà mình chạy test mẫu để mình kiểm tra xem là nó có chạy đúng như là mình nghĩ hay không. Thì bây giờ mình sẽ thử. Ừ. Nó không in ra expect, nó không in ra output. À, đây rồi. Cái chỗ sai mình ở đây. Wow, ở đây là current value mình phải khác một. Mình phải lặp cho khi nào mình đạt số 1. Nếu mà chưa đạt số 1 thì mình phải lặp tiếp. Tức là phần còn lại mình viết đúng nhưng mà mình bị sai mất từ ngay cái đoạn đầu tiên. Ta sẽ lại bỏ những cái đoạn code rồi đi debug đi. Run. Submit. Đó, như vậy là cái phương án của chúng ta đã được accepted. Thì đó là một bài tập ví dụ về cách sử dụng của unordered set. Và chắc chắn là chị có thể hình dung được là cách làm chúng ta thay thế unordered set đây bằng unordered map như thế nào. Đó. Thì để tổng hợp lại thì map thì để hình dung ra là chuẩn map sẽ sử dụng để ánh xạ từ một kiểu giá trị sang kiểu giá trị khác. Còn set thì mình sẽ hình dung nó giống như tập hợp ở trong toán học, nó sẽ để lưu trữ xem cái giá trị có xuất hiện cho tổng hợp hay không. Hai cái thì nó có thể khác nhau về mặt ý nghĩa nhưng mà có thể dùng chung một cách cài đặt. Thì đó là tất cả nội dung của bài tập ngày hôm nay. Thì chị có câu hỏi gì hơn về set không ạ? Nếu mà như thế thì được hiểu là con map nó rộng hơn con xét đúng không? Chính xác, map thì map có thể sử dụng từ key sang value, chính xác, đúng không? Nhưng mà vấn đề là map thì khi mà mình cài đặt thì ví dụ như trong cách cài đặt đây chị sẽ thấy là mình phải lưu trữ cả key và value. Còn ở đây thì set thì mình có lưu trữ chỉ mỗi cái value thôi. Thì chị có thể hình dung là nếu mà mình dùng set thì mình sẽ chỉ dùng đúng set cho cái nhiệm vụ nó thôi và mình sẽ chỉ lưu trữ mỗi value thôi. Thì cái vùng nhớ mà mình cần sẽ bằng một nửa, mình không cần phải lưu trữ một cái key mà mình không bao giờ dùng tới. Em thử một cái ví dụ về cái liên quan đến set đi. Ví dụ À, thực tế mà em làm liên quan đến cái đấy. ví dụ thực tế khi mà em làm mà liên quan đến set thì rất đơn giản thôi à. Ví dụ thực tế thì khi mà bọn em muốn kiểm tra xem là một cái phần đấy mà ví dụ như là mình làm một cái ứng dụng giỏ hàng à, mình muốn kiểm tra xem là một cái sản phẩm đã nằm ở trong giỏ hàng hay chưa. Nếu mà ta sử dụng, thực ra thì sản phẩm mà nằm trong giỏ hàng hay chưa thì thường sản phẩm mình sẽ ánh xạ, mình sẽ sử dụng map hay hơn, tức là mình sẽ ánh xạ từ cái mã số của sản phẩm sang cái số lượng và số lượng đặt mua. Thì đấy có thể hình dung là một cái ví dụ của map, nhưng mà thực ra đi set thì mình cũng thể sử dụng tương tự như thế, là mình kiểm tra xem là cái mã số đơn hàng, mã số mặt hàng này có nằm ở trong cái danh sách mà mình đặt mua hay không. Đây là một cái ví dụ. Hoặc một cái ví dụ khác đó là khi mà chúng ta muốn kiểm tra xem một ký tự này có phải là ký tự đặc biệt hay không, thì ví dụ ký tự đơn cơ bản là ký tự ASCII, nó chỉ là cái ký tự Latin tiếng Anh bình thường mình có thể nhìn trên bảng chữ cái. Còn ký tự đặc biệt ở đây có thể là ký tự Unicode như là chữ Trung Quốc hay là chữ Việt Nam có dấu. Thế lúc đấy mình sẽ duy trì một cái set là set chứa những cái ký tự đặc biệt hoặc set chứa ký tự ASCII, và mình sau đó thì mình có thể sử dụng hàm hash để mình kiểm tra xem là cái ký tự đấy có nằm ở trong tập hợp mà ký tự ASCII hay không. Ừ, nó giống như kiểu là một dạng validation của mấy cái ký tự đặc biệt đấy đúng không? Nó chính là một dạng validation ký tự đặc biệt, chính xác. Thế thì cái đấy chị cũng dùng nhiều. Không ạ. Ok. Mấy cái này chị vẫn hiểu một cách lờ mờ thôi chứ chị vẫn chưa hiểu một cách sâu sắc nữa. Cũng Kiểu hiểu một được. cách lờ mờ là tốt rồi ạ. Đấy là một cái, thực ra thì hiểu một lờ mờ có sẽ có nhiều cái lợi ích. Bởi vì khi mà mình hiểu thật thì thực ra là, khi mình hiểu về cái cách cài đặt của nó
thì mình sẽ biết được là ở phía dưới nó hoạt động như thế nào, và mình biết được cái nhược điểm và ưu điểm của nó. Ví dụ mình hiểu được là cái nhược điểm của những cái cấu trúc dữ liệu hash, hash set và hash map như thế này là cái trong trường hợp xấu nhất có thể tới owner. Mình chỉ cần hiểu như vậy thôi, mình không thực sự cần phải thuộc hết, mình hiểu lờ mờ như vậy là tốt rồi. Nhưng mà để tạo thành một cái nghề và có thể kiếm ra tiền thì nó phải đủ sâu với em. Nhưng mà thôi cứ học dần dần cũng À. được. Hôm nay chắc học thế này thôi nhỉ? À, thì nếu mà mình không có gì nữa thì em sẽ kết thúc buổi học ở đây. À, chào chị nhỉ. À, em vẫn sẽ còn dạy thêm buổi thứ hai tuần sau nữa. Buổi thứ hai tuần sau sẽ khó hơn thế này nhiều với giờ về tree. Tức là sau cái buổi thứ hai là em không 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 dạy nữa. À, sau buổi thứ hai đấy thì anh Lâm sẽ quay lại dạy. Ok nhé. Vâng rồi, em có chị ạ. Chào chị. Chào em.